Xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Cao 68. Thì cũng như thường lệ mà thôi, tầm khoảng giữa tuần thì mình sẽ cho ra một video để mà có thể cập nhật cho anh em những cái gì mà nó đã trải qua trong cái tuần đó, để mà anh em có thể mình nắm bắt được những cái xu hướng chính trong thị trường để mình có những cái quyết định nó đúng đắn hơn ha. Rồi thì như anh em thấy trên màn hình của mình đây đó, thì chúng ta đã có một cái cú đâm vào chiều ngày hôm nay. Sau khi mà ở trong tuần qua thì mình biết rằng anh em cũng đã ăn khá là nhiều những altcoin đúng không? Tại vì tuần rồi altcoin bay rất là mạnh, và chủ yếu đạt được cái lực kéo là nhờ cái sự kiện The Merge của Ethereum nữa. Thì nhưng mà trong ngày hôm nay thì chúng ta đã có một cái cú đâm tầm khoảng là 2.000 giá, cũng khá là nặng. Thì cái nguyên nhân tại vì sao mà chúng ta có một cái cú đâm này, vậy thì đầu tiên là gì? Đầu tiên thì mình nghĩ rằng là do cái first vào tối hôm qua đó anh em. Tức là sao? Tức là cái first này thì thật ra là nó cũng khá là vô lý, nhưng mà để mình cũng xin chia sẻ cho anh em. Đó chính là anh em biết CZ đúng không? Đó, CZ, CEO của sàn giao dịch Binance. Thì cái first này đó là đến từ một cái hãng tin tức của Trung Quốc, đó chính là 163. Thì bên phía 163 đó thì họ đăng cái first này, họ nói rằng là CZ đã bị FBI của Mỹ bắt rồi, bắt tại trong cái biệt thự ở một cái nơi nào đó. Và sau khi mà CZ bị bắt đó thì FBI đã đột kích xuống, đã đột kích vào cái biệt thự này và bắt CZ. Và sau đó họ đi xuống tầng hầm thì họ thấy rằng là có rất nhiều tài sản trong đó, nào là BNB và BUSD. Đó thì CZ đã phản pháo lại, đã bác bỏ cái thông tin này. Và khi mà mình tiếp nhận cái thông tin này thì mình cũng thấy đúng. Tại vì nếu mà CZ bị FBI bắt thì dường như là đây là một cái tin tức khá là chấn động, mà bất kỳ những cái hãng báo nào trên thế giới họ cũng phải đều đưa tin rồi, chứ không riêng gì 163 cả. Và một cái điểm vô lý thứ hai mà mình thấy được rằng đó chính là BNB và BUSD là những cái tài sản mã hóa, và nó chỉ được hiển thị lên những cái kỹ thuật số mình có thể nhìn thấy được trên màn hình thôi, chứ không thể nào là một tài sản vật chất được mà ông chứa trong tầng hầm được, đúng không anh em? Đó thì vì những cái điểm vô lý như vậy nên mình cho rằng đây chỉ là một cái first thôi. Nhưng mà nếu mà ai cũng nghĩ được như mình và ai cũng nghĩ được giống như anh em đó, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy vô lý là chúng ta thấy vô lý ngay lập tức, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không có cái first này. Đó thì dẫu sao thì mặc dù nó vô lý như vậy, nhưng mà những cái cộng đồng ở ngoài kia, có những con người ở ngoài kia thì họ lại thiếu cẩn trọng khi mà họ tiếp nhận những cái thông tin như thế này. Vì vậy đó, CZ ông mới nói rằng là mặc dù nó có một cái sự vô lý nhất định, nhưng mà chính vì cái tin tức của 163 đưa ra là ông bị FBI bắt, rồi những cái tài sản đó bị phát hiện ở một cái căn hầm bí mật trong một cái biệt thự lớn như vậy, thì nó đã được lan truyền khắp nơi, và đó nó tạo ra first. Và chính bản thân ông khi mà ông thấy cái first này đó, thì ông cũng đã lên cái trang Twitter của mình để mà ông nói, ông đến chính với cộng đồng rằng đó là không có phải. Và ông cũng khuyên cộng đồng giống như mình đang chia sẻ với anh em là cộng đồng hãy nên cẩn trọng với những cái first xảy ra tại thời điểm này. Tại vì sao? Tại vì thời điểm này á, chúng ta phải nhìn nhận một cách thẳng thắn với nhau rằng là chúng ta không có vượt ra khỏi được cái mùa đông crypto. Chúng ta vẫn đang ở trong cái chu kỳ downtrend. Và dĩ nhiên bất kỳ một cái điểm first nào mà nhạy cảm trong thời điểm này, nó cũng sẽ khiến thị trường đi xuống, và nó cũng sẽ khiến những nhà đầu tư họ không có ra được những cái quyết định nó sáng suốt nhất, và điều đó sẽ dẫn đến họ sẽ bị thua lỗ tài sản. Đó, và ông cũng trích dẫn một cái nguyên nhân, ông cũng trích dẫn một cái sự kiện tương tự như vậy là tầm khoảng 3 năm trước, thì một cái trang mà tin tức crypto nổi tiếng thế giới là The Block, thì mình nghĩ rằng anh em ai cũng biết rồi. Thì The Block đó vào 3 năm trước thì họ có đưa ra một cái thông tin rằng là văn phòng của sàn giao dịch Binance đã bị cảnh sát đột kích vào để mà điều tra, để mà bắt giữ, nhưng mà thực sự là không có phải. Đó thì cũng thì vào cái thời điểm đó đó thì cái đồng BNB đó cũng đã giảm từ $24 xuống còn $18 trong ngày hôm đó luôn. Nhưng mà cái điều nặng nề hơn mà anh em còn phải chú ý khi mà CZ ông lật lại cái bức tranh lịch sử nè, thì ông đã nói là trong ngày hôm đó đó thì thị trường của chúng ta đã mất 400 triệu vốn hóa nha anh em, 400 triệu vốn hóa. Và tính tại thời điểm hiện tại thì dường như cái bức tranh này nó đã lặp lại rồi. Khi mà tối ngày hôm qua á, mình thấy được rằng rất nhiều anh em đã thấy được một cái cú đâm của BNB từ khoảng là trên $310 xuống còn khoảng $300 mà thôi. Đó. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã phải gánh chịu một cái cú đâm khác của Bitcoin nữa, và rất nhiều vốn hóa đã chảy ra khỏi thị trường. Đó thì mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là, mặc dù nó hơi vô lý nhưng mà nó rất lại hợp lý. Nó hợp lý với cái đường giá của chúng ta. Đó, với cái việc first để mà khiến cho thị trường trở nên hoảng sợ và tiêu cực. Đó, thì đây cũng là một trong những cái first lớn mà mình nghĩ rằng là kể từ đầu năm 2022 thì CZ nói riêng và sàn Binance nói chung cũng đã gánh khá là nhiều đó anh em. Khi mà cách đây chỉ khoảng 2 tháng thôi, chúng ta có gì? Chúng ta có là Binance bị điều tra là BNB là token chứng khoán. Mình đã giải thích cái vấn đề này ở trong một cái video trước đây rồi. Nếu mà anh em chưa có hiểu về cái sự kiện này, anh em có thể lục lại để mà xem ha. Và cái điều đó là dường như khiến cho CEO của Binance thì ông cũng khá là giận dữ đó. Tại vì trước đây thì gặp quá là nhiều first rồi, nhưng mà bây giờ có lẽ là tình hình first ngày càng nó càng thầm tệ hơn. Nên là tầm khoảng tháng trước ông đã kiện báo Bloomberg ở bên phía Hồng Kông là sử dụng những cái ngôn từ mà xúc phạm ngay cả ông và cả sàn Binance nữa.
Đó thì đó là cái lý do thứ nhất mà mình nghĩ rằng cũng tác động khá là mạnh tới thị trường từ tối hôm qua tới hôm nay rồi. Đó. Và cái lý do thứ hai mà mình cho rằng cái này thì nó lại thiên về cái tâm lý đám đông nhiều hơn. Đó chính là cũng trong ngày hôm qua luôn anh em, thì đã xuất hiện những cái giao dịch được giao dịch qua, giao dịch lại giữa các ví của Binance. Và hai cái giao dịch này đó nó sẽ không phải là một cái chuyện gì quá là lớn lao cả nếu mà cái tổng giá trị của những cái giao dịch này nó quá là lớn. Đó, thì cái giao dịch thứ nhất đó là một cái giao dịch về USDT ở trên Tron, và cái giao dịch thứ hai là cái giao dịch về Ethereum ở trên mạng của Ether luôn. Thì á, ở đây mình có liệt kê chi tiết cho anh em, đó chính là anh em nhìn kỹ hơn thì ở đây là mạng của Tron nè. Đó, thì đây là cái ví lạnh của Binance, thì họ giao dịch khoảng là 2,3 tỷ đô nha anh em, một cái con số rất là lớn. Và cái giao dịch thứ hai là ở trên mạng Ethereum, thì chuyển bằng Ethereum luôn, thì ở đây đó thống kê là khoảng 2,6 tỷ đô. Đó, thì anh em cứ hiểu đơn giản cho mình là một giao dịch trị giá khoảng là 2,5 tỷ và một giao dịch trị giá là khoảng là 2,6 tỷ, nếu mà cộng lại thì nó gần 5 tỷ đô anh em. Và tự nhiên á, cái điều này thì mình nghĩ rằng đây chỉ là một cái việc mà sàn Binance giao dịch qua các ví giao dịch lại mà thôi. Giống như kiểu là bổ sung thêm thanh khoản cho sàn hay sao đó, hoặc là nếu mà nói về vấn đề Ethereum đi, thì tại sao là một chuyển một cái lượng lớn Ether như vậy? Thì anh em biết rồi là chúng ta sắp tới chúng ta có một cái sự kiện gọi là The Merge, đúng không? Rồi, cái sự kiện đó nó đã tác động một cái lực kéo rất là lớn đối với tâm lý của các nhà giao dịch. Vì thế đó nên là các nhà giao dịch anh em thấy là dạo gần đây họ mở những cái vị thế long ETH rất là nhiều. Như cái tuần trước mình đưa tin cho anh em đó, thì đã có một cái ví cá voi họ mở tới một cái lệnh gọi là 1,7 tỷ đô ETH lệnh long rồi anh em. Nó rất là kinh khủng. Đó, nên vì thế đó thì sàn giao dịch phải chứa một cái số lượng ETH đủ lớn để mà có thể đáp ứng được cho những cái sản phẩm phát sinh của mình chứ, đúng không? Khi mà người ta mua ETH ở trên thị trường spot nè, thì người ta cũng đồng thời người ta mở lệnh long và người ta nắm giữ những cái khoản margin để người ta phòng hộ cái lệnh đó. Đó, thì dĩ nhiên là cái việc mà Binance chuyển một cái lượng lớn ETH lên như vậy thì nó cũng khả dĩ mà thôi, nó cũng rất là hợp lý mà thôi. Nhưng mà nếu lại quay lại câu chuyện là nếu mà anh em chúng ta ngồi cùng nhau phân tích như vậy thì chúng ta cũng đã không hoảng sợ về cái vấn đề này rồi. Nhưng mà có lẽ là những cái người mới, những tâm lý đám đông trên thị trường, khi mà đột nhiên vào một cái thời điểm nào đó họ thấy được rằng hai cái giao dịch này với một cái số tiền khủng như vậy mà chuyển lên, thì dĩ nhiên là họ sẽ tác động tới một cái tâm lý tiêu cực là Binance là một cái sàn lớn nhất thế giới mà bây giờ họ làm cái hành động đó để làm gì. Thì dĩ nhiên là nó chắc chắn là phần đám đông họ sẽ bị tiêu cực rồi. Và dĩ nhiên nó phản ánh qua cái đường giá của chúng ta ngày hôm nay là BTC đã chịu một cái lực xả rất là lớn. Thì hồi nãy mình chiếu cho anh em xem đó, chúng ta chỉ có khoảng là từ tối hôm qua đến hôm nay thôi, thì cùng lắm là 2 cái đến 4 giờ mà thôi, nhưng mà chúng ta đã đi hơn 2.000 giá rồi. Thì đó là một cái điều mà được phản ánh được rằng là cái tâm lý đám đông nó đang sợ hãi như thế nào. Đó, thì để cho anh em hình dung được cái câu chuyện nó ra sao. Và đó là hai cái sự kiện mà mình cho rằng là từ phía Binance cũng đã tác động tới tâm lý tiêu cực rồi. Và một cái sự kiện thứ ba nữa đó chính là gì? Đó chính là Celsius. Thì cái quả bom Celsius này á, thì dường như là đến bây giờ thì nó đã nguội rồi anh em, nó nguội rồi. Nhưng mà ở đây trong tuần này mình cảm nhận rằng nó đã được hâm nóng trở lại, khi mà anh em biết được rằng là đã có nhiều cái nguồn thông tin cho rằng là Celsius sẽ bị cạn tiền vào tháng 10. Đó, và tại sao cái vấn đề cạn tiền này nó lại tác động tiêu cực đến như vậy? Thì anh em thấy là Celsius đang nợ rất là nhiều và cái khoản nợ nó lên trên 1 tỷ đô lận, nhưng mà nếu mà họ cạn tiền thì làm sao họ trả được, đúng không? Đó, thì ở đây á, mình có liệt kê cho anh em những cái khoản mà Celsius đang nắm giữ và cái lượng nắm giữ của Celsius đó, nếu mà tính từ đây cho tới tháng 10 thì họ sẽ cạn tiền, họ không còn gì cả. Đó, và cái việc cạn tiền đó nó lại dẫn đến một cái hệ lụy tiếp theo, đó chính là để mà trả tiền cho những cái người, cho những cái nhà đầu tư, cho những cái chủ nợ đó, thì họ buộc phải bán Bitcoin ra anh em. Đó, mà bán Bitcoin ra là gì? Không chỉ bán Bitcoin mà họ đang nắm giữ nữa, mà họ bán cả số lượng Bitcoin mà họ đang khai thác và họ đã khai thác trong quá khứ nữa. Và tại sao đó mình nói rằng là Celsius tuần này đã hâm nóng lại, mà hâm nóng là không phải là theo chiều hướng tích cực mà theo chiều hướng tiêu cực, thì anh em phải hiểu rằng là Celsius chỉ còn đủ số tiền từ đây tới tháng 10 thôi để hoạt động thôi. Đó, để mà có thể tái cấu trúc lại công ty, để mà có thể mà trả cho các chủ nợ. Và nếu mà cạn tiền như vậy thì bây giờ họ lại bắt đầu họ bán cái số Bitcoin họ đang nắm giữ một phần và họ đã khai thác và đang khai thác tại thời điểm này luôn. Đó, và cái vấn đề mà Celsius bán Bitcoin đó, thì trong đầu tuần qua đó thì đã có những cái chủ nợ họ ngăn cái việc này rồi anh em, họ ngăn cái việc này. Tại vì họ nói rằng là sao? Họ nói rằng là nếu mà Celsius đó mà cầm cái số Bitcoin được đào, được khai thác ra để mà bán ra đó, thì họ không biết được rằng á là bán ra với một cái mục đích gì.
Đó nên họ phải cần làm rõ rằng là bây giờ ông bán Bitcoin đi để mà ông trả nợ cho chúng tôi, chứ ông không được bán Bitcoin khai thác của ông để mà ông đi ông làm chuyện khác, ông đút túi chẳng hạn. Đó thì những cái chủ nợ họ cần phải làm rõ cái vấn đề đó. Nên vào đầu tuần qua anh em thấy được rằng là cái sự kiện mà những cái chủ nợ họ đệ trình những cái lá đơn lên tòa án đó, họ ngăn cho Celsius không có được bán Bitcoin khai thác đi rất là nhiều và phản đối rất là nhiều luôn. Và thậm chí cả Bộ Tư pháp của Mỹ cũng đã phản đối vấn đề này luôn. Tại vì sao? Tại vì á, khi mà mọi chuyện vỡ lẽ ra rồi thì Celsius mới đi nói với tòa rằng á, là bây giờ hãy cho tôi bán cái số Bitcoin được khai thác ra để mà tôi trả nợ đi. Tức là khi mà bị người ta phát hiện rồi anh em, thì Celsius mới nói như vậy. Chứ mà Celsius không có một cái động thái nào mà tình nguyện để mà có thể bán số Bitcoin được khai thác ra để mà trả cho các chủ nợ cả. Và đó là cái điều mà các chủ nợ rất là lo sợ, rằng là ông này ông cầm cái Bitcoin khai thác đó ông bán ra để ông trục lợi riêng cho cá nhân của ông, chứ ông không có trả nợ. Đó. Và nếu bây giờ ông không trả nợ rồi tới tháng 10 ông hết tiền luôn thì coi như là vô phương cứu chữa luôn. Nên là cái vấn đề mà bán Bitcoin được khai thác này nó là một cái vấn đề khá là nhạy cảm và cần phải làm rõ ràng. Nên vì vậy á, không phải là các chủ nợ là thì họ vẫn cần tiền chứ anh em. Họ vẫn cần Celsius trả lại tiền cho họ, nhưng mà họ phải cần làm rõ rằng là với pháp luật là cái số Bitcoin này bán phải trả nợ cho chúng tôi, chứ không có được bán để mà đi làm việc khác. Đó, thì nhưng mà trong cái ngày, trong tiếp đến là ngày 17 tháng 8 thì cách đây chỉ khoảng là 1-2 ngày mà thôi, thì tòa án đã đưa ra quyết định là Celsius được phép bán cái số Bitcoin đó. Và dĩ nhiên rồi, thì cái việc mà Celsius được phép bán cái số Bitcoin đó thì mình nghĩ rằng là một phần nào đó nó cũng đã tác động một cách tiêu cực đến thị trường. Tại vì á, trong một cái ngày mà anh em biết rằng là tòa án mặc dù phải chịu cái sự gọi là phản đối từ Bộ Tư pháp Mỹ, chịu cái sự phản đối từ những cái chủ nợ, họ nói là cần phải làm rõ cái vấn đề này. Thì bây giờ cuối cùng thì khi mà mọi chuyện nó không làm rõ rồi mà tòa án lại đưa ra một cái quyết định cho phép Celsius bán Bitcoin nữa. Và trong cái ngày hôm đó đó thì ở đây á, nó đã có những cái tin tức mà nó lục lại trong quá khứ, tức là Celsius đã từng all in Bitcoin vào hồi tháng 1 anh em. Một cái sự kiện mà mình nghĩ rằng ngay cả chính mình cũng khá là bất ngờ nữa. Tức là trước khi mà cái cuộc khủng hoảng nó xảy ra đó, thì anh em biết rằng là Celsius đã all in bán Bitcoin vào hồi tháng 1. Để mà tại vì lúc đó đó là Celsius nói rằng là hồi tháng 1 thì khi mà thị trường bắt đầu đi xuống rồi thì họ chờ một cái cuộc nâng lãi suất của Fed vào tháng 1 nó tác động tiêu cực tới thị trường, nên là lúc đó họ bắt đầu họ bán Bitcoin ra. Nhưng mà cuối cùng là cái diễn biến kinh tế ở trên về cái mặt mà vĩ mô đó nó không có đi đúng theo như vậy. Vì anh em thấy là hồi tháng 1 Fed đã delay cái lãi suất đó đúng không? Và cho đến tháng 3 Fed mới nâng lên. Nên dường như là cái quyết định của Celsius lúc đó là không có được đúng đắn cho lắm khi mà họ bán ra. Nhưng mà sau đó họ lại tiếc và họ lại mua ngay cái giá mà thấp hơn cái giá cũ nữa, tức là họ bán lỗ đó anh em. Và sau đó là họ, cái khoản đầu tư của họ vào cái GBTC, tức là cái cổ phiếu của cái quỹ mà Rayscale Bitcoin Trust đó, thì họ cũng bị lỗ luôn. Khi mà cái thời điểm mà ban đầu họ bán đó, ban đầu họ bán ra đó thì nó chỉ tầm khoảng là 15% cái GBTC premium thôi. Nhưng mà cái thời điểm đó là đáng lẽ là bán ra, nhưng mà bên phía của CEO của Celsius lại không có cho bán, lại ngăn cản cái việc đó đi. Và cho đến kéo dài tới năm 2022, tới tháng 3, tháng 4 gì đó, thì cái GBTC Premium nó đã giảm xuống là 25% tiếp. Thì coi như là lỗ gấp đôi luôn. Nhưng mà đến thời điểm đó thì Celsius mới chấp nhận là bán cái phần đó đi. Thì tổng cái thiệt hại mà mình vừa đề cập cho anh em, một là bán hụt BTC sau đó mua lại, hai là cố chấp không có bán cổ phiếu GBTC của Rayscale để khi mà nó đi từ cái mức GBTC Premium từ -15% đến -25% thì họ mới bắt đầu họ cắt lỗ. Thì tức là trước khủng hoảng là họ đã bị lỗ rồi đó, nhưng mà những cái thông tin đó nó đã kéo dài đến bây giờ, thì bây giờ mới bị phát hiện ra đó. Thì cái điều đó mình nghĩ rằng khi mà nó đã được phanh phui những cái sự thật như vậy thì một phần nào đó các nhà đầu tư họ cũng bị ảnh hưởng tâm lý cũng khá là nặng. Tại vì bây giờ tòa án đã cho phép Celsius bán cái số Bitcoin đó rồi, thì dĩ nhiên là bây giờ họ đào ra bao nhiêu thì họ cứ bán thôi. Họ bán, họ tạo những cái áp lực bán lên thị trường thôi. Đó, nên đây cũng là cái điều dễ hiểu mà mình thấy được rằng là thị trường của chúng ta đã phản ứng cũng khá là tiêu cực đối với những cái thông tin như thế này. Ha. Rồi, và trong ngày hôm qua nữa, một cái phần lo sợ nữa, thứ tư đúng không? Mình vừa đề cập là Binance, Celsius, rồi ngày hôm qua nữa, chúng ta đã có Huobi USD bị depeg. Đó, và anh em biết á, là Huobi là một cái sàn trước đây á, là rất là lớn, dường như là một trong những cái sàn lớn nhất thế giới luôn. Nhưng mà ngay cả cái stablecoin là cái stablecoin của sàn
một trong những cái sàn mà quan trọng, một trong những cái sàn lớn mà bị depeg thì dĩ nhiên là sẽ tác động rất rất là tiêu cực đến cái tâm lý chung luôn anh em. Đó, nếu mà trước đây chúng ta có là USDT lớn nhất rồi bị depeg, chúng ta có những cái đồng stablecoin thuật toán khác bị depeg, nhưng mà nó chỉ dừng lại ở cái mức độ là gì? Nó chỉ dừng lại ở một cái mức độ gọi là một cái công ty, một cái dự án thôi. Nhưng mà đây là một cái stablecoin của sàn mà bị depeg thì anh em biết được rằng nó nặng nề đến như thế nào. Và cái lý do và những cái lý do đằng sau vấn đề bị depeg ra sao thì trong sáng ngày hôm nay đó, thì bên phía của HUBI USD đó thì họ cũng đưa ra những cái lý do rằng là họ buộc phải đóng băng một số cái tài khoản, bao gồm cả những cái người mà market maker, để tuân thủ yêu cầu pháp lý ở một số khu vực. Đó là do đó cái việc mà giao dịch bị chênh lệch múi giờ như vậy nó đã dẫn đến một cái lỗ hổng về thanh khoản, nhưng mà hiện tại đã được giải quyết rồi. Còn những cái thông tin mà tại sao nó lại bị depeg như vậy và nó sâu hơn đó thì mình không có đề cập được ở đây, tại vì có rất là nhiều cái nguồn dư luận anh em, có rất là nhiều cái nguồn dư luận không có chính thống họ đã nói về cái vấn đề này, nhưng mà mình vẫn đang chờ một cái thông báo chính thức từ sàn HUBI, nên là anh em hãy cứ chờ những cái bài viết của Coin68. Nếu mà có bất kỳ một cái thông tin chính thống nào thì mình sẽ cập nhật cho anh em. Chứ còn bây giờ mà khi mà mình nói về những cái first, những cái mà liên quan khác về cái sự kiện mà bị depeg này thì đâm ra thì nó lại không có được hay cho lắm, tại vì dù gì thì gì nhưng mà chúng ta vẫn phải nhận được những cái thông tin chính thống từ sàn. Tại vì đây là một cái đồng stablecoin của sàn, một cái đồng stablecoin cũng sàn cũng khá là lớn về HUBI. Nhưng mà mình nghĩ rằng là chắc chắn bên phía HUBI thì họ cũng sẽ khắc phục được cái tình trạng này sớm thôi. Tại vì sao? Tại vì anh em thấy rằng á, là vào tuần trước chúng ta có một cái thông tin là nhà sáng lập của sàn HUBI đó thì ông cũng đã bắt đầu ông bán đi cổ phần, và dường như là hơn 60% cổ phần của sàn HUBI, đúng không? Tức là ở đây là một cái thương vụ bán rất là lớn anh em. Là ông là khi mà chuyển giao cái cổ phần đó qua một người khác thì dĩ nhiên là những cái kế hoạch, những cái mà chặng đường tiếp theo của sàn HUBI, những cái bước phát triển của sàn HUBI để mà vực dậy sàn HUBI sau tầm khoảng là 2 năm trở lại đây, đi vào một cái thời kỳ gọi là mình tạm gọi đó chính là thời kỳ đen tối, khi mà Trung Quốc đã cấm toàn diện tiền mã hóa. Mà anh em biết sàn HUBI trước đây họ lớn mạnh là nhờ người dùng của Trung Quốc đó, và bây giờ là họ đã đánh mất cái vị trí của mình rồi, thì dĩ nhiên là CEO, nhà sáng lập, ông không có còn muốn gọi là bản thân mình đi theo những cái đường lối cũ nữa để kéo HUBI đi xuống. Nên cái việc mà ông chuyển giao cái cổ phần lớn như vậy, ông ra bán như vậy thì đó cũng là một cái điều dễ hiểu mà thôi, để qua một cái người họ tích cực hơn với thị trường, họ hòa nhập với cái xu hướng chung của thị trường để mà họ vực dậy HUBI đó. Thì cái quay trở lại một cái câu chuyện là cái lý do tại sao cái vấn đề mà depeg hồi nãy và cái vấn đề mà mình tin tưởng rằng là HUBI sẽ nhanh chóng khắc phục được vấn đề là tại vì sao? Tại vì anh em biết được rằng là khi mà bán 60% cổ phần này đó thì đã có những cái người như là Justin Sun hoặc là Sam của FTX họ ngồi vào bàn đàm phán rồi anh em. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà HUBI lâm vào một cái tình trạng tệ hại rồi cái vấn đề depeg hồi nãy nữa kết hợp với những cái luồng tin tức trái chiều họ nói là HUBI sẽ sập vậy đó, thì riêng về cá nhân mình thì mình không tin như vậy đó. Tại vì nếu mà HUBI lâm vào một cái hoàn cảnh như những cái first kia vừa nói thì tại sao những cái người như là Justin Sun rồi Sam FTX nữa đó, anh em hãy để ý hai nhân vật này, họ đã chấp nhận họ ngồi vào bàn đàm phán để mà có thể mua lại đến hơn 60% cổ phần của HUBI được, đúng không? Đó thì dĩ nhiên chúng ta phải biết được rằng là những con người đó họ phải nhận ra được một cái gì đó tiềm năng ở HUBI thì họ mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán để mà mua lại cổ phần đến như vậy. Nên là chúng ta hãy cần thời gian để mà chúng ta theo dõi cái vấn đề này đó. Nhưng mà dù sao nói trong một cái chặng đường ngắn hạn thì cái việc mà depeg của HUBI và những cái first xung quanh thì cũng khiến cho những cái nhà giao dịch ở bên ngoài kia ở trên thị trường họ một phần nào đó họ lo sợ về cái vấn đề này. Và dĩ nhiên là khi mà cộng đồng lo sợ, khi một cái gì đó lo sợ rồi thì thị trường nó sẽ phản ứng giá ngay đó. Và ngoài những cái phết như vậy thì mình cũng muốn đưa cho anh em những cái thông tin cũng khá là quan trọng để mà củng cố niềm tin cho anh em. Đó là Tether anh em, là USDT. Nếu mà chúng ta trước đây chúng ta đã nói quá nhiều phết về Tether, như là về vấn đề bảo chứng nè, rồi về vấn đề bị depeg chẳng hạn, thì bây giờ Tether đã hợp tác với một cái công ty kiểm toán lớn thứ 5 thế giới anh em. Đó thì mình thường hay trao đổi với nhau rằng là chúng ta chỉ biết về Big Four thôi, đúng không? Về Big Four là 4 cái công ty kiểm toán hàng đầu thế giới rồi. Nhưng mà công ty kiểm toán thứ 5 đó chính là công ty kiểm toán BDO thì đã hợp tác với Tether rồi để làm những cái báo cáo kiểm toán cho cái việc mà bảo chứng cái đồng USDT sắp tới nữa. Thì đây là một cái mối quan hệ khá là chất lượng để mà có thể củng cố niềm tin cho cộng đồng rằng là Tether đã vượt qua tất cả các first và bây giờ đã hợp tác với những cái công ty kiểm toán lớn nhất trên thế giới để mà có thể bảo chứng một cách nó trung thực nhất, nó minh bạch nhất về những cái khoản dự trữ của USDT, chứ không có phải là những cái
bảo chứng thông thường, giống như kiểu là lúc trước anh em thấy là Tether hay kết hợp với những cái công ty mà top 12 đó anh em, tức là những cái công ty kiểm toán mà ở cái quần đảo Cayman của Anh đó, thì bây giờ là cái việc đó thì nó đã trở thành quá khứ rồi, và đến bây giờ thì Tether đã hợp tác với BDO rồi, thì chúng ta cũng có thể là hoàn toàn tin tưởng vào một cái tương lai của Tether sẽ làm nên chuyện về cái vấn đề về cái vấn đề stablecoin. Tại vì á, nếu mà nói về stablecoin thì vào tuần trước thì anh em cũng khá là run sợ khi mà cái vấn đề mà USDC bị vướng vào cái câu chuyện là phi tập trung hay không, đúng không? Vào cái câu chuyện giữa Tornado Cash. Thì hiện tại thì trong tuần này chúng ta đã có Tether rồi. Thì đây cũng là một cái tin vui mà mình muốn gửi đến cho anh em. Ngoài đó thì trong tuần này chúng ta cũng đã có một cái chuyển biến khá là hay, đó chính là về Terra. Thì cái câu chuyện Terra thì vào tháng 5 thì đến bây giờ thì nó cũng giống như Celsius vậy, nó cũng khá là nguội. Nhưng mà những cái bức tranh sự thật đằng sau nó thì mình nghĩ rằng nó cũng khá là hay. Khi mà CEO Dowar nó đã có một cái cuộc phỏng vấn trực tiếp sau tầm khoảng 2-3 tháng im lặng về cái vấn đề này anh em. Thì tại vì cái bài viết này nó khá là dài và cái video này nó cũng tới 30 phút lận, nên là mình chỉ chia sẻ những cái gì đó ngắn gọn ở trong cái buổi phỏng vấn của Dowar cho anh em thấy thôi. Thì Dowar đã kể lại về những cái hành trình trước khi mà cái sự thành công của Luna và UST đó, thì ông cũng đã có một cái hành trình để xây dựng cho người dùng ở Hàn Quốc về UST rồi. Đó, nhưng mà sau khi đó mà tất cả đều đổ vỡ hết thì ông những cái sự thật đằng sau nó thì ông nói rằng là không chỉ rằng là những cái tin tức trước đây là về đội ngũ của ông nói rằng là ông hãy đừng có nên quyết định cái lãi suất 20% cho Anchor Protocol đi. Nhưng mà Dowar nói rằng á là cái việc mà quyết định cái lãi suất 20% đó là do tất cả đều đồng thuận hết, chứ không có phải rằng là do ông cố chấp hay gì cả. Nhưng mà thất bại là thất bại, và CEO Dowar cũng tự chịu trách nhiệm về cái vấn đề này khi mà ông đã rất là dũng cảm. Ở đây mình dùng cái từ dũng cảm không phải là mình khen Dowar, nhưng mà ở đây á, mình dùng cái từ dũng cảm khi mà ông dám đối mặt với cái vấn đề đó. Khi trong cái buổi phỏng vấn anh em biết được rằng á, là Dowar nói rằng là tôi và chỉ một mình tôi chịu trách nhiệm về cái này. Tức là bây giờ ông đã nói trực tiếp như vậy với cộng đồng rồi. Thì mình cho rằng đây là một hành động dũng cảm của một người builder một cái dự án mà dù nó có thất bại hay sau đó, nhưng mà bây giờ ông đã nói được cái đó trước ống kính và trước cộng đồng, thì mình vẫn đánh giá rất là cao cái việc mà Dowar dám làm như vậy. Đó, thì cái việc mà sau đó thì chúng ta cũng đã thấy rằng là những cái pháp lý bủa vây Dowar về từ chính quyền Hàn Quốc, đúng không? Thì bây giờ thì ông cũng đã nói rằng là chỉ khi nào mà ông biết được tất cả những cái sự thật xung quanh đó thì ông sẽ sẵn sàng ông bước ra ánh sáng để mà ông chịu bị điều tra và ông đối chất với phiên tòa về cái vấn đề này. Tại vì á, ở trong đây nó có một cái tình tiết mà trước đây chúng ta không hề biết. Thì qua cái cuộc phỏng vấn này á, thì Dowar nói rằng á, là sao? Là ở đây mình xin chia sẻ cho anh em đó. Thì khi mà ông thức dậy vào cái buổi sáng bình thường thôi thì ông đã thấy là cái việc mà UST ở trên curve nó bị mất cân bằng. Đó, tức là người ta xả quá nhiều đến mà nó bị trượt giá đó anh em. Đó, và cái khoảng thời gian này nè, cái khoảng thời gian này nó cực kỳ quan trọng nha anh em, chú ý giúp mình. Cái khoảng thời gian này đó là những cái nhân viên của Terraform Lab đó thì họ đang chuyển tiền với nhau. Đó, nhưng mà khi mà cái việc mà chuyển tiền không họ đang chuyển tiền như vậy thì những cái kẻ tấn công đó họ đã lợi dụng cái khoảng thời gian này để mà họ tấn công vào và họ khiến cho UST trên curve bị trượt giá. Đó, nhưng mà sao? Nhưng mà cái khoảng thời gian mà đội ngũ Terraform Lab họ chuyển tiền đó và cái lịch trình của họ đó là chỉ có những cái người nội bộ trong Terraform Lab biết thôi. Nhưng mà tại sao vào cái thời điểm này cái kẻ mà tấn công đó thì họ lại biết được là cái khoảng thời gian này Terraform Lab chuyển tiền, và thậm chí đó là Terraform Lab đó sau khi mà chuyển tiền thì họ đã kết thúc cái ca làm việc của họ và họ chuẩn bị họ đi đến một cái hội nghị tại Singapore. Thì cái kẻ tấn công này đó lại nắm bắt được những cái lịch trình của đội ngũ Terraform Lab. Vì vậy đó nên Dowar nói trực tiếp trong cuộc phỏng vấn luôn là ông đang nghi ngờ rằng là có một cái kẻ gián điệp ở trong đội ngũ của Terra để mà nắm hết được lịch trình, nắm hết được các giao dịch để mà tấn công hoặc là thông báo ra bên ngoài để cho người khác thực hiện tấn công. Đó, thì đó là một cái sự thật mà bây giờ CEO Dowar ông mới nói đến như vậy. Và ông nói là khi mà bây giờ ông vẫn đang tìm hiểu về cái câu chuyện này, và khi mà ông liên kết lại những cái bằng chứng cũng giống như là ông liên kết lại tất cả những câu chuyện thì sẽ đến một lúc nào đó sự thật sẽ được phơi bày ra, và đến lúc đó thì Dowar sẽ trở về Hàn Quốc cùng với những người đồng nghiệp của mình đang bị cấm bay khỏi Hàn Quốc để mà có thể đối chất với phiên tòa, là chúng tôi sẽ đối mặt với phiên tòa để giải quyết cái tình trạng này và đối mặt với giới chính quyền Hàn Quốc để mà có thể hợp tác lại để mà điều tra. Và một cái điểm khác nữa là CEO là con gái của Dowar thì cũng được đặt tên là Luna luôn, thì ông cũng có một cái chia sẻ khá là thú vị là ông sẽ không có đổi tên con gái của mình mà ông sẽ giữ nguyên tên con gái của ông là Luna luôn.
để mà bây giờ thì ông vẫn đang xây dựng Luna 2.0 mà đúng không? Đó, mặc dù bây giờ nó chưa có những cái tiến triển gì mới nhưng mà ông vẫn nói là ông sẽ dựa vào cái Luna 2.0 này để tiếp tục xây dựng nó, để mà có thể biến cho cái thế giới crypto trở nên nó tốt đẹp hơn. Nên vì thế ông giữ tên con gái của ông, để mà khi mà đứa bé này nó sau này lớn lên, nó nghĩ về cái tên Luna thì nó nghĩ về một cái cách đầy tự hào, chứ không phải là một cái gì đó đáng là xấu hổ khi mà như cái bi kịch mà chúng ta đã phải gặp vào hồi tháng 5 nữa. Đó, thì ok, vậy thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng khá là dài rồi, và tâm lý anh em cũng đang khá là nặng nề nữa. Nhưng mà vẫn một lời khuyên như cũ thôi, dù thị trường có ra sao đi chăng nữa thì mình vẫn luôn ở đây đồng hành cùng anh em. Đó, và thực sự là mình cũng rất là buồn khi mà thị trường đơm như vậy đúng không? Nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vượt qua được cái giai đoạn này để mà chúng ta có thể tiến đến một cái chu kỳ uptrend nó huy hoàng hơn. Đó, thì đó chỉ là những cái chia sẻ của mình. Rồi, xin cảm ơn anh em nha, tạm biệt anh em, hẹn gặp anh em vào tuần sau. Bye bye.